Chiều 21 tháng 4, tàu hàng tên Audrey Valin 3, Hồng Kông bất ngờ va vào khu vực bờ kè, gây hư hại nặng phần lan can bờ sông Cấm, ngay sát với cầu Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Sau khi nhận tin báo, Công an quận Hồng Bàng đã cắt cử lực lượng ra phối hợp cùng các đơn vị liên quan, tổ chức kéo tàu Audrey Valin 3 ra khỏi khu vực để giảm thiểu thiệt hại. Theo một lãnh đạo đội cảnh sát giao thông trật tự quận Hồng Bàng, thông tin ban đầu nguyên nhân vụ việc do khi di chuyển trên sông Cấm đến gần khu vực cầu Hoàng Văn Thụ khoảng 16:30 chiều cùng ngày, tàu bất ngờ chết máy, trôi dạt và va vào khu vực bờ kè bên phía quận Hồng Bàng. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng khiến một đoạn bờ kè và lan can bị hư hại nặng. Đơn vị chức năng đang huy động một số tàu kéo để đưa tàu ra khỏi khu vực va chạm. May mắn, phần cabin tàu không va chạm phần đường vòng dẫn lên nhịp chính của cầu Hoàng Văn Thụ. Cầu Hoàng Văn Thụ là công trình giao thông cấp đặc biệt xây dựng bắc qua sông Cấm nhằm tăng cường sự kết nối giữa trung tâm Hải Phòng với huyện Thủy Nguyên. Hiện cây cầu được đánh giá là cầu đẹp nhất tại Hải Phòng.